Xin chào các bạn. Đây là A Pro 2020. Và nếu như các bạn đã xem cái clip đánh giá của anh Trần Hoàng Long rồi thì trong video này mình sẽ đánh giá theo khí cảnh của mình là một người đã có nửa năm sử dụng nó. Mời các bạn xem video nha. Trong năm 2020 này, tính đến thời điểm hiện tại thì đây là một chiếc iPad rất là tuyệt vời, rất là mạnh mẽ, rất là nhanh Cũng như nó có nhiều tính năng Pro theo cái nghĩa chuyên nghiệp của nó Thì đó là lý do mà mình chọn mua cái chiếc iPad này Tại vì mình muốn những cái trải nghiệm sử dụng của mình nó không phải suy nghĩ nhiều Nó luôn nhanh và giải điêu quyết được vấn đề Rồi, thì đầu tiên sau nửa năm thì mình sẽ nói về cái phần ngoại hình trước Trước khi mà mình nói về những cái phần cứng và những cái sức mạnh của nó ngoại hình vẫn được giữ theo cái kiểu thiết kế unibody nhôm như là Apple Pro 2018, tuy chỉ khác bởi cái cụm camera hình vuông ở đây có một cái camera góc siêu rộng 8 megapixel cùng với lại cái cảm biến LiDAR mà thôi, còn lại thì về cái form factor thì nó vẫn như nhau. thì cái phiên bản của mình đang sử dụng là phiên bản 11 inch, thì cái phiên bản 12.9 inch thì nó to hơn nữa thì mình sẽ nói sau nửa năm ngoại hình nó như thế nào thì đối với mình là sau nửa năm ngoại hình của máy rất là dễ xuống cấp xuống cấp bởi vì nó là bằng nhôm cho nên là chúng ta sẽ có những cái tình thế sử dụng đặt nó trên bàn hay là nếu mà có đụng vào cạnh bàn hay cạnh tường nào đó một nhẹ thôi thì nó sẽ gây ra chạy cũng như là móp thì lúc mới mua về mình chưa có bàn phím cho nên mình sẽ có cái thói quen là mình kê lên một cái gì đó và mình sẽ chỉ chỉ lên đây chính vì thế là cái cạnh phía dưới này nó tiếp xúc với mặt bàn và các bạn sẽ thấy ở đây là nó sẽ bị bong chấp sơn sau chỉ hơn 2 tuần sử dụng mới mua về mà thôi Cùng với đó là sau khi mà mua bàn phím rồi, sử dụng bàn phím rồi thì mình cảm thấy những cái phần cạnh á nó vẫn không có còn đẹp như trước nữa Trong khi đó là mình không có hề làm rơi máy hay là mình đã cố giữ gìn nó Nhất có thể nhưng các bạn sẽ thấy đây nè Những cái phần bo cong nó dần dần bị chấp sơn mình nghĩ là nó sẽ bị oxy hóa hay gì đó mình cũng không rõ nữa Một cái điểm mà mình khá là chê Apple trong cái việc mà họ thiết kế cái Apple Pencil hit như thế này Nó rất là tiện lợi, rất là tuyệt vời các bạn biết rồi đấy Nhưng mà khi mà các bạn xài một thời gian thì các bạn sẽ cảm thấy được là nó bị chóc sơn Như bạn thấy đây, bệnh iPad Pro mình bị chóc hai cái phần sơn Spy Gray ở đây và trên Apple Pencil của mình cũng bị đen ngay chính ngay cái phần chóc sơn đó trên iPad có nghĩa là khi mà các bạn hít như thế này nó có một cái lực hít rất là mạnh và nó rất là khít cho nên là các bạn không tránh khỏi cái việc mà có bụi bên trong cùng với đó là nếu mà có bụi như thế này thì khi bạn hít một lực mạnh như thế này thì nó sẽ gây chầy cả bộ pencil cũng như cả cái ipad Pro của các bạn trên cái phần cạnh trên Cùng với đó là vì nó vừa là giữ vừa là sạc cho nên là có những tình trạng nó sẽ sinh ra nhiệt Cho nên là cái Apple Pencil các bạn sẽ bị xấu đi cũng như là cái phần cạnh này cũng sẽ xấu theo Mình cũng đã từng hỏi Apple Support về cái vấn đề này nhưng mà đây là một cái vấn đề mà họ nói do bụi Cũng như là hiện tại các bạn phải thật sự giữ gìn nó thì mới tránh khỏi rồi chê về phần nhôm ngoại hình như vậy thôi nhưng mà mình không thể phủ nhận được đây là một chiếc iPad Pro rất là đẹp và nó cũng như là một chiếc tablet đẹp nhất hiện nay mà mình từng được sử dụng cũng như từng được biết Nó vẫn giữ thiết kế về mặt trước giống như iPad Pro 2018 chúng ta vẫn sẽ có những cạnh viền màn hình nó cân đối nó đều nhau và nó đủ để cho chúng ta có thể giữ cái ngón cái cũng như là cầm nó theo hướng ngang hay hướng dọc đều được. Cầm nó như một cái tờ báo hay là một cái trang giấy hay là một cái chiếc máy nhìn nó rất là cân đối ở phía trước với phần màn hình 11 inch như thế này đây. Cùng với đó là cái bốn giả loa như thế này, Apple họ làm rất là đều, cổng dưới PC sau một thời gian sử dụng cũng không bị vấn đề gì hết. Đó, thì à, nhìn chung thì nó vẫn rất là đẹp cũng như cái máy của mình do là giữ kỹ cho nên là các bạn sẽ không thấy nó bị cong sau một thời gian sử dụng nhưng mà nếu như cái độ mỏng này đánh đổi lại nếu như các bạn có những cái vai đập hoặc là đè khi mà bỏ vào ba lô thì mình nghĩ nó sẽ dễ bị cong nên đó cũng là một điểm lưu ý cho các bạn à, về thẩm mỹ đẹp nhưng mà đánh đổi sẽ có một số điểm mà nó sẽ bị ảnh hưởng về sau thì về cái phần màn hình thì nó vẫn là một cái màn hình LCD thôi thì nó vẫn rất là tuyệt vời mình không có nói nhiều về cái phần màn hình nữa chúng ta đã biết về màn hình iPad trước đến nay vẫn hiển thị rất là đẹp rất là tốt nhưng mà rất là chân thật mình nói cái phần màn hình điểm ở đây là cái 120 Hz đó là cái giá trị mà từ trước đến giờ mình xài Apple Pro mình rất là thích. 120 Hz thì nó sẽ cho những cái trải nghiệm về scroll về lướt trong web cũng như là di chuyển app hay là các bạn chơi game hay là các bạn vẽ Apple Pencil Tuy là các bạn sẽ không cảm nhận được 120Hz nhưng mà nó sẽ luôn tồn tại cho nên là các bạn sẽ cảm thấy cái việc thao tác trên iPad Pro nó rất là nhanh Nếu như các bạn sử dụng một chiếc iPad có màn hình 60Hz như iPad Air e hoặc là iPad Pro đời cũ á, thì các bạn sẽ thấy ngay cái sự khác biệt giữa 120Hz và 60 Hz nó rất là lớn giữa cái việc mà chúng ta chuyển app hay chúng ta vuốt ra home hay chúng ta scroll web hay chúng ta chơi game các bạn sẽ cảm nhận ngay là 60 Hz nó sẽ hơi khẩn một chút xíu. Mình có một cái video so sánh mình bỏ cho bài viết nếu các bạn nào quan tâm các bạn có thể vào ra xem giữa 120 Hz và 60 Hz như thế nào. Mình là một người thích vẽ cho nên là mình hiểu được cái cảm giác vẽ trên một cái màn hình có tần số quét là 120 Hz nó rất là đã. Thì đó là chính là lý do trong thời gian qua mình là người vẽ trên iPad rất là nhiều cũng như là mình cũng không đếm được bao nhiêu bức tranh để mình vẽ cả thì mình đã từng là một người vẽ giấy Nhưng mà khi chuyển sang cái dạng digital drawing như là vẽ trên iPad Pro Thì nó rất là mượt mà và nó rất là thật Cũng như nó sẽ không gây sự cách biệt giữa khi các bạn chuyển sang giấy trên một cái màn hình như thế này đây Và màn hình 120Hz hay là về iPad Pro và Apple Pencil nói chung Thì nó sẽ khiến cho cái bộ đôi này như là một bộ đôi và trời sinh vậy Cho nên là nếu như bạn nào quan tâm vẽ nhiều, viết nhiều trên iPad Pro Thì 120Hz vẫn rất là giá trị tiếp theo là về phần cứng thì iPad Pro 2020 được trang bị cái con chip Apple M12Z thì nó khác biệt ở chữ Z với là chữ X so với lại Apple M12X của cái dòng iPad Pro 2018 thì theo như mình kiểm chứng cũng như mình đã từng test một bài về hai con chip này khác nhau những gì giữa iPad Pro 2020 và 2018 thì thực chất là nó không khác nhiều về hiệu năng của nó nó chỉ thêm một nhân GPU trên M12Z mà thôi Tức là khi mà các bạn có những cái trải nghiệm về GPU thì nó sẽ trên lý thuyết nó sẽ tốt hơn nhưng mà các bạn sẽ không thấy được sự khác biệt giữa 2018 và 2020 Và về điểm Geekbench mà mình đo được là đơn nhân của cái chiếc máy Apple Pro 2020 được vào khoảng là 1 một điểm và điểm đa nhân là 4.600 điểm thì với cái số điểm này đã khiến cho cái chiếc iPad Pro là một trong những cái chiếc thiết bị di động có cái điểm Git B5 rất là cao ở hiện hiện tại thì khi mà các bạn sử dụng iPad Pro, các bạn chơi game, các bạn lướt web, các bạn giải trí thì hầu như sẽ không có độ trễ đó là cảm nhận của mình mọi thứ nó đều rất là nhanh và nó giải quyết vấn đề của mình ngay tức khắc ngay từ việc mình vẽ từ việc mình giải trí xem lướt web hay từ việc mình chơi game thì mọi thứ nó đều rất là tuyệt vời cũng như mình rất là hiếm phải gặp tình trạng mà máy phải khẩn một thời điểm nào đó hoặc là phải lót lại app hay gì đó thì mọi thứ đều rất là nhanh cùng với đó là với hiệu năng cao như vậy thì khi mà iPad Pro có trang bị thêm cái cảm biến LiDAR thì nó sẽ giúp cho chúng ta có nhiều cái uh, tình huống sử dụng và AR tốt hơn. Lidar chính là một trong những lý do để mình nâng cấp từ iPad Pro 2018 là iPad Pro 2020. Vì mình từng nghĩ lidar là một cái gì đó rất là hứa hẹn và rất là tương lai, nhưng mà trong nửa năm qua mình sử dụng và một điểm mình cảm thấy mình sai trong nửa năm qua mình sử dụng đó chính là lidar không thực sự hữu dụng để mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Có thể ở nước ngoài hay ở những quốc gia khác ngoài Việt Nam Cái việc LIDAR sử dụng nó để mà xem thực tế ảo tăng cường Nó sẽ phục vụ trong ngành giáo dục cũng như là trong y học hay trong việc công nghiệp hay nghiên cứu gì đó Mình tin là ở Việt Nam rất là ít trường hợp mà chúng ta phải cần đến LIDAR và phục vụ cho những cái nhu cầu đó Hiện tại thì LIDAR cũng giúp chúng ta xem những cái ứng dụng mà liên quan đến y học một chút xíu thôi, Ví dụ như con ếch hay là về cái thực vật cây cối gì đó các bạn có thể biết thêm các bạn sẽ thấy ồ oh, cái này rất là công nghệ rất là tương lai nhưng mà thật sự là nó vẫn chưa hữu dụng nhưng mà không sao nếu như nó luôn tồn tại đó và khi chúng ta thật sự cần đến nó thì nó vẫn một điều rất là tuyệt vời và cũng như có lidar thì chúng ta sẽ đo được những cái trong tình huống cuộc sống ví dụ cái bàn mà đang ngồi mình sẽ đo được chính xác hơn cũng như là mình đo được cái khoảng cách giữa mình và anh quay phim nó chính xác hơn cũng như nó phục vụ đo chiều cao thì tinh tế bọn mình cũng đã có bài viết rồi thì đó là tác dụng của LiDAR ở thời điểm hiện tại mà nó thật sự hữu dụng nếu như các bạn thật sự cần LiDAR để mà nâng cấp lên iPad Pro 2020 thì mình nghĩ đó chưa phải là lúc thì mình sẽ nói nhanh về cái phần camera trên iPad Pro thì mình là một người rất là ít phải dùng iPad để chụp hình thì mình thấy điều đó nó khá là kỳ quặc cũng như việc chụp hình là mình lấy điện thoại rồi à, nhưng mà camera của iPad Pro nó rất là tốt nó có độ phân giải là 12 megapixel cùng với đó là nó có chống rung OIS cho nên là bản chất nó chụp rất là giống như iPhone và trong một số trường hợp các bạn có thể sử dụng iPad để chụp hình và chỉnh hình cũng rất là đẹp rồi thì mình cảm thấy hơi thừa đó chính là cái camera góc siêu rộng trên iPad Pro 2020 nó có độ phân giải là 8 mp thì khi mà mình chuyển giữa camera chính và camera góc siêu rộng mình sẽ thấy được cái sự khác biệt giữa cái chất lượng giữa hai camera tức là cái ultra wide trên đây nó không thật sự tốt và nó sẽ hơi thiếu chi tiết chút xíu nó noise nhiều nữa cho nên là mình vẫn chưa hiểu lắm tại sao Apple lại trang bị cái camera góc siêu rộng trên iPad Pro. Nhưng mà nếu như bạn nào chụp hình nhiều khi đi du lịch cầm sẵn iPad thì có camera chính rất là tốt thì có thể chụp hình được rồi. Về những cái giá trị khác như là USB-C mình rất là thích thì nhờ USB-C mà chúng ta có thể sử dụng được những cái phụ kiện nó chung với lại những hệ sinh thái khác ví dụ như là máy tính hay là iPhone để trong việc kết nối hay là gắn SD gắn ngoài và mình chép hình mình sửa hình ngay trên đây luôn thì từ khi iPad Pro trang bị USB C thì nó vẫn giữ được cái giá trị rất là tốt đó sẽ tiện hơn rất nhiều thay vì về cái việc sử dụng Lightning về bốn cái loa trên iPad Pro thì uh, từ trước đến nay Apple họ không có nói nhiều về cái công nghệ loa mà họ tích hợp trên iPad nhưng mà sự thật là khi các bạn mở nhạc nhiều thể loại nhạc trên nghe trên iPad Pro bằng loa ngoài thì cho cái trải nghiệm rất là đã rất là lớn cũng như là về cái âm thanh đó mình nghĩ những người nào mà thật sự khó tính về âm thanh vẫn có thể chấp nhận được những gì mà chiếc loa cho iPad Pro mang lại Rồi một lý do mà iPad Pro giá trị nữa khi mà các bạn sử dụng chung nó với bàn phím Ở đây là mình có một cái bàn phím Magic Keyboard lơ lẫn thì cái việc bàn phím nó chung kết hợp với iPad Pro nó sẽ phục vụ mình trong nhiều công việc hơn mình là mó tinh tế mình gõ rất là nhiều những cái bài mà anh em đọc bài của mình về tin tức hay là về những cái bài trên tay sản phẩm hay là thậm chí cái bài viết cảm nhận iPad Pro này trên tinh tế mình đều sử dụng bằng iPad hết thì nó có thể phục vụ mình làm việc tuy nhiên một điều mình khẳng định rằng nó không thể thay thế laptop đó một điều mình khẳng định nó chỉ là một thiết bị làm việc song song với lại laptop mà thôi. tức là khi mà mình đi du lịch đó, mình không muốn mang laptop tại vì nó rất là nặng, mình chỉ mang ipad pro hơi cùng với bàn phím hay là apple pencil gì đó thì nó vẫn phục vụ cho mình những cái công việc về làm bài trên tinh tế, về gõ văn bản hay là những anh em nào đang thật sự cần một chiếc ipad song song với lại chiếc laptop để làm việc văn phòng như là word hay excel gì đó thì ipad pro về cái hiệu năng của nó cũng như về cái bộ bàn phím thì nó vẫn phục vụ tốt cho anh em trong cái việc làm việc đó rồi thì với usb để mà anh em có thể chép hình và chỉnh sửa nhanh trên iPad Pro thì hiện tại hiệu năng đã rất là cao rồi, cho nên là mình muốn nói lần nữa là iPad Pro có thể làm việc về cái bàn phím thì mình chỉ tin dùng và chọn mua của Apple mà thôi, đó là Smart Keyboard Folio hoặc là Magic Keyboard có ở đây, tại vì nó gọn và khi mà các bạn gắn lên đó, nó kiêm mua một cái phần cover ở mặt sau như thế này và cũng như về tổng thể nó rất là đẹp, nó không bị cách biệt giữa bàn phím và iPad như các hãng bên thứ ba làm cùng đó là cái layout bàn phím trên cái Smart Keyboard hay là cái Magic Keyboard này nó đều rất là tốt cho cái trải nghiệm gõ rất là đã rồi nếu như anh em nào muốn mua bàn phím mà sử dụng mà để gõ nhiều quá thì mình khuyên là nên mua Smart Keyboard Folio thôi mua cái Magic Keyboard này thì nó nặng hơn cũng như tuy là nó gõ tốt hơn nhưng mà nó sẽ rất là đắt tiền cũng như là cái việc sử dụng trackpad trên iPad Pro vẫn rất là ít chúng ta vẫn có thói quen vuốt nhiều hơn rồi, thì đó là những cái chia sẻ của mình sau nửa năm sử dụng Apple Pro 2020 thì mình không thể chơi được bởi cái hiệu năng của nó, nó để phục vụ tốt cho những cái mong muốn của mình là giải quyết mọi thứ là nhanh, đáp ứng, phản hồi ngay lập tức, cũng như là phục vụ cho mình những cái việc giải trí hay là những cái việc vẽ nào đó nó đều không phải suy nghĩ gì cả. Tuy là ngoại hình nhôm của nó, unibody sau nửa năm thì các bạn cố gắng giữ gìn nó một chút xíu vì nó sẽ rất là dễ bong chóc cũng như rất là dễ chày Cùng với đó là những cái giá trị khác như là màn hình 120Hz, một con chip siêu mạnh và một cái thiết bị có thể làm việc được những lúc cấp bách cũng như là một cái thiết kế tablet rất là đẹp thì mình nghĩ iPad Pro 2020 đang là một cái sự lựa chọn rất là tốt nếu như các bạn đang tìm kiếm một chiếc tablet siêu mạnh đáp ứng nhanh mọi thứ cũng như là một chiếc tablet trong hệ sinh thái của Apple Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và chia sẻ sau nửa năm sử dụng iPad Pro nhé